Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị khác có liên quan đến bệnh viện dã chiến cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận, bảo quản theo quy định hiện hành. Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh quản lý theo dõi cách ly y tế đối với những cán bộ thuộc đơn vị đã tham gia làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung của Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các ngành chức năng nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra thực tế và ngay sau đó đã quyết định lập bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Bệnh viện này được lập tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Tại đây, cơ sở vật chất sẵn có, cơ bản đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện dã chiến với quy mô lớn, phục vụ yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sở Y tế tỉnh đã bố trí nhân lực cho bệnh viện dã chiến trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 làm căn cứ cho các trường trung học phổ thông hướng dẫn học sinh ôn tập. Theo đó, nội dung kiến thức các môn thi năm nay cơ bản được tinh giản. Là giáo viên trực tiếp tham gia nghiên cứu phân tích bộ đề thi minh họa Trung học phổ thông năm 2020 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú cấp 2, cấp 3 Vĩnh Phúc, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho rằng đề thi năm nay nhẹ nhàng, dễ hơn so với mọi năm. Nội dung bám sát kiến thức cơ bản và dựa trên chương trình tinh giản mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Cấu trúc đề thi cơ bản giống các năm trước về ma trận, tỷ lệ kiến thức, nội dung kiến thức cơ bản, cốt lõi, không có các phần kiến thức đã giảm tải nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa, phù hợp với tính chất của kỳ thi 2 trong 1. Minh họa 2020 thì có cái mức độ về cấu trúc đề có cái sự giảm hơn so với đề 2019 ở cái câu hỏi ở phần vận dụng thì vận dụng cao chỉ chiếm 10% và vận dụng là chiếm 20% và ở mức độ kiến thức cơ bản là chiếm 70%. Sau khi có bộ đề minh họa, các trường trung học phổ thông đã yêu cầu giáo viên tổ chức nghiên cứu đánh giá đề thi, từ đó xây dựng đề cương chi tiết triển khai dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh ôn tập cho học sinh lớp 12 sao cho hiệu quả. Hôm nay chúng tôi là cố gắng rà soát, phân tích cái đối tượng học sinh để phân loại ra học sinh khá giỏi, học sinh yếu kém. Những học sinh yếu kém thì chúng tôi cũng có một cái thời khóa biểu để cho các thầy cô là ôn tập bồi dưỡng kiến thức riêng cho các em để làm sao mà các em đảm bảo được kiến thức thi Trung học phổ thông quốc gia. Và theo đánh giá chung của nhà trường ấy, mặc dù là trong những cái điều kiện học sinh ở vùng sâu vùng xa, những cái thiết bị học tập còn khó khăn, tuy nhiên thì học sinh của chúng tôi đều rất là cố gắng với sự phối hợp của phụ huynh học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực của các thầy cô để các cháu là ôn tập bài vở. Cái thứ hai nữa là trong thời gian mà các cháu đến lớp thì không bị gián đoạn kiến thức, không phải mất thời gian để làm lại từ đầu. Cụ thể như sau, ví dụ môn của tôi và tất cả các môn lớp 12 thì chúng tôi có hình thức là nhà trường thì yêu cầu cái bắt buộc là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải bám sát các cháu học trên truyền hình đối với các môn ôn thi Trung học phổ thông quốc gia. Cái thứ hai nữa là sau mỗi cái giờ ôn trên truyền hình đó thì giáo viên bộ môn phải có bài tập để cho các cháu vận dụng, và mỗi một đầu tuần thì trường tôi ban giám hiệu yêu cầu phải nộp kết quả. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa quyết định chính thức thời gian học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường học. Do vậy, để đảm bảo kiến thức cho học sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, bên cạnh sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em học sinh lớp 12 cũng cần chủ động xây dựng cho mình kế hoạch ôn luyện cụ thể trong thời gian nghỉ học chống dịch COVID-19 để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với những thành tích rất tự hào. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Vĩnh Yên phải hoàn thành việc chi trả đất dịch vụ cho người dân trong năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay thành phố Vĩnh Yên vẫn chưa thể hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho người dân theo như kế hoạch. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1997 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, tổng diện tích đất nông nghiệp quỹ 1 bị thu hồi trên địa bàn là trên 600 hectare, tổng diện tích đất dịch vụ phải chi trả cho người dân là trên 20 hectare và tổng số hộ dân được hưởng đất dịch vụ là trên 11.100 lượt hộ. Thực hiện công tác chi trả đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn, tính đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã quy hoạch 22 khu đất dịch vụ. Trong đó đã có 20 khu đất dịch vụ đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hai khu đất dịch vụ chưa thực hiện xong, đó là khu đất dịch vụ phường Đống Đa và khu đất dịch vụ Đồng Cây Đề, xã Thanh Trù. Đã có 17 khu đất dịch vụ đã thực hiện xong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính đến nay, thành phố đã có quyết định giao trên 17 hectare đất dịch vụ cho người dân, tương ứng với gần 2.000 ô, đạt khoảng 86% so với tổng diện tích đất dịch vụ phải trả cho nhân dân. Diện tích đất dịch vụ chưa có quyết định giao đất là gần 3 hectare, chiếm khoảng 14% so với tổng diện tích đất dịch vụ phải trả cho nhân dân. Nguyên nhân chính là do các hộ chưa đồng ý nhận đất. Để đẩy nhanh tiến độ chi trả đất dịch vụ cho nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các xã phường chưa hoàn thành việc chi trả đất dịch vụ và đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền để người dân đồng thuận với các phương án giải quyết đất dịch vụ của thành phố. Để tăng năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, huyện Vĩnh Tường đã chủ động phòng trừ sâu bệnh và xác định là một giải pháp quan trọng bảo vệ mùa màng cho người nông dân. Thăm ruộng lúa của nhà mình, bà Trần Thị Thinh, xã Phú Đà không khỏi lo lắng khi diện tích lúa của gia đình bị nhiễm sâu bệnh nặng. Mọi năm vụ xuân thường chắc ăn cho năng suất cao, chăm sóc nhàn hơn. Sau khi nghe khuyến cáo của chính quyền địa phương, gia đình bà đã chủ động phun thuốc đặc trị để phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Tôi có đi thăm ruộng nhà tôi thì tôi thấy có là vàng lá và đôi chòm nó bị lủn xuống, người ta bảo là bị bệnh đạo ôn, thì tôi đi phun hai cái loại thuốc đấy là một để cho lúa nó phát trưởng, sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay trên địa bàn huyện đã xuất hiện các ổ dịch bệnh gây hại cho lúa, chủ yếu bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn, tập trung chủ yếu ở các xã Phú Đa, Vĩnh Thịnh, Trấn Hưng. Để phòng trừ sâu bệnh hại lúa, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại, dự báo thời điểm phát sinh gây hại và phòng trừ kịp thời. Phòng nông nghiệp phối hợp với trạm trồng trọt bảo vệ thực vật cùng với cán bộ nông nghiệp các xã thị trấn bám sát đồng ruộng, thông báo kịp thời cho các hộ nông dân phòng trừ các loại sâu bệnh đang hại cây trồng trong cái cao điểm sâu bệnh hiện nay. Dự báo trong thời gian tới, với điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân cần chú ý thường xuyên kiểm tra sâu bệnh trên cây lúa để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời để bảo vệ vụ mùa, tránh gây thiệt hại về năng suất và chất lượng. Hiện nay lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn làm đồng đến chỗ bông. Để giúp bà con nông dân chăm sóc cây lúa đúng quy trình trong giai đoạn quan trọng này và phòng trừ sâu bệnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh có một số hướng dẫn giúp bà con nông dân chăm sóc cây lúa. Hiện nay, đại đa số diện tích của lúa xuân muộn trong tỉnh Vĩnh Phúc đang trong thời kỳ làm đồng và chỗ. Để tạo điều kiện cho thuận lợi cho quá trình làm đồng và quá trình chỗ đạt năng suất cao, chúng tôi xin hướng dẫn bà con một số biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất là về tưới nước, thì luôn luôn là đảm bảo độ giữ nước trong ruộng lúa. Nếu mà có điều kiện tưới khô, tưới và để khô 2-3 ngày xen kẽ thì càng tốt. Thứ hai là về công tác bón phân, thì hiện nay đại đa số là các diện tích đã bón xong cái đợt phân cuối cùng. Nhưng đối với một số cái ruộng mà bà con kiểm tra cảm thấy còn thiếu phân đạm thì có thể bổ sung thêm một ít phân đạm và phân kali. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết năm nay thì trước và sau cái chỗ từ 5 đến 7 ngày bà con nên phun phân kali cùng với tin super để đảm bảo cái chỗ nhanh, chắc bẩy. Thứ ba là công tác phòng trừ sâu bệnh, thì bà con thường xuyên thăm đồng, nắm bắt đến tình hình và
nghe những thông tin của các cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Đặc biệt đối với một số bệnh như đạo ôn, khô vằn, chúng tôi hướng dẫn như sau. Thứ nhất là bệnh đạo ôn, thì đối với những ruộng đã nhiễm đạo ôn lá thì trước và sau khi chỗ bắt buộc chúng ta phải phun phòng trừ. Đối với bệnh khô vằn thì bà con nên chú ý là trong điều kiện năm nay rất dễ phát sinh và phát triển, cho nên chúng ta phải phòng trừ ngay từ khi ở bẹ lúa, tránh để phát triển lên làm bạc bông sau này ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Giai đoạn cây lúa làm đồng và trổ bông là giai đoạn quyết định thắng lợi của một vụ. Vì vậy, bà con nông dân cần tích cực thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây lúa đúng theo hướng dẫn để đảm bảo năng suất cao nhất.